Bên đây có lẽ là khu nghỉ dưỡng nha các bạn. Và đó là ý tưởng luôn. Ôi, ý tưởng ơi em ơi. Còn đây là một cà phê lúc nãy mình có nói rồi. Rồi hôm nay đi ghé Thư Di chơi nha các bạn. Hồ bơi của Thư Di thì có 3 cái hồ nha. Này là hồ dành cho người biết bơi, rất là sâu nha các bạn. Còn hồ này thì dành cho trẻ em nha. Còn hồ bên đó thì trẻ em và người lớn đều được nha các bạn. Bây giờ thì cũng đã chiều rồi, bây giờ mình sẽ đi về thôi. Wow. Yeah. Tao về luôn, bỏ luôn. Rất là đẹp. Và đây là cổng ga. Ở bên đó là gì vậy ta? Nhà cổ hả? Cái này quay phim là được. Cho mày hả? Đây là nhà banh hả? Nhà banh lớn vậy đó hả? Nhìn chung thì rất là đẹp đó, đường đó là qua nông trại đó, mà nông trại đó chơi vậy hả? Nhóc luôn á, đi coi hay vài bữa lại chơi chế vài bữa lại chứ. Nông trại rồi hỏi anh thấy chừng nào muốn mở không, mình đi học lúc luôn. Ê, bông thật hả hay là bông giả? À bông giả. Bông giả. Ờ người ta trồng bầu hả? Trồng có muốn trồng này trồng kia. Đẹp ghê. Thấy rồi, thấy khu du lịch rồi nhưng mà người ta chưa có làm xong đâu. Cũng đâu có ai đâu, hay mình đi gì về. Rất là rộng luôn ha. Hồi nãy là đến đi qua đó mới nói có cái cây hoa hướng dương một nồi luôn. Đi không? Đi không? Thôi đi về. Kệ chị, cũng đi hẳn luôn. Giống nhà cổ, giống hoàng thượng thời đó. Thời đó thì cái cầu kìa. Ui. Wow, rất là đẹp. Cái rộng ghê luôn á chè. Ê, cây cầu gió kìa tiên. Cái cầu gió là cầu gì? Cây gió gì đó. Cây gió là cái gì? Đẹp quá. Ui, hình như chỗ đó nuôi cái gì kìa. Ui, đẹp.
Wow, ở đây có một quán cà phê nữa nha các bạn. Chắc có đồ ăn nhẹ. Bên đây có lẽ là khu nghỉ dưỡng nha các bạn. Và đó là ý tưởng luôn. Ôi, ý tưởng ơi em ơi. Còn đây là một cà phê lúc nãy mình có nói rồi. Đi làm cái nãy đi vô, bây giờ mình sẽ đi ra đi về. Ủa mày có bộ đồ mày mặc hoài. Thôi. Ở ngoài trước. Ê, ngoài trước cái view cũng đẹp quá chừng luôn kìa. Đi về.